Và khi mà mình uống tới 20.000 plus ấy, thì cái mùi dâu rất là ngon và rất là thơm đó, nó đã lấn át đi cái mùi tanh cũng như là cái mùi của collagen, và mình không có cảm nhận thấy bất cứ một cái vị nào khác ngoài một cái vị dâu. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Izumi Nguyễn. Thì ngày hôm nay trong cái video này không phải là một cái video chia sẻ nữa, mà là một cái video mang tính chất review một cách chân thật. Như thế nào gọi là review một cách chân thật nhỉ? Review một cách chân thật đó chính là review về cái sản phẩm collagen uống 20.000 plus. Sẽ nói về điểm tốt cũng như là điểm chưa tốt của nó. Tại vì mình review mà, một cách chân thật thì phải có điểm mạnh và điểm yếu, phải có cái tốt và cái xấu, đúng không nào? Ok, thì có rất là nhiều chị em than phiền rằng thì là collagen uống hay bị tăn, hay bị khó uống và hay bị có một cái mùi rất là khó chịu, giống như là dạng thuốc em bé này, giống như là một dạng siro này, giống như là một cái dạng cái gì đó, nói chung là rợn rợn và tăn tăn. Rất là nhiều chị em hình dung tưởng tượng về cái vị collagen như thế, và cũng có thể là do các chị em đã từng uống những cái loại collagen trước đây, là những cái dòng collagen chiết xuất từ nhau thai cầu, từ nhau thai cầu, từ nhau thai cầu, từ nhau thai cầu. Lại nói sai rồi, mình phải nói là nhau thai cầu đúng. Ok, thì có rất là nhiều chị em có thể là trước đây đã từng uống những cái loại collagen chiết xuất từ nhau thai cừu, hay là chiết xuất từ da cá, hoặc là chiết xuất từ những cái loại động vật, và nó khá là khó uống. Tuy nhiên ấy, thì cái việc mà chúng ta khó uống collagen đấy nó làm ảnh hưởng tới tâm lý của nhiều chị em, rất muốn làm đẹp nhưng lại sợ những cái collagen đó nó khó uống và nó làm cho mình rợn rợn người ấy. Và đôi khi là nó uống vào trong rồi nhưng mà cảm thấy không happy, cho nên nó cũng chẳng hấp thụ được, đúng không nào? Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm mà mình đã trải nghiệm collagen. Thì thực ra trước đây mình có từng uống các loại collagen dạng viên. Thì theo như mình cảm nhận ấy, thì collagen dạng viên cũng khó, cũng nói chung là cũng ok đấy, cũng tiện lợi. Nhưng mà những cái viên collagen thì nó khá là to bự, và một lần thì phải uống rất là nhiều viên, cho nên là bỏ hết vào trong miệng và uống một ly nước to đùng ấy, thì nó làm cho cảm giác của mình giống như là mắc nghẹn này. Xong rồi sau khi uống xong là bắt buộc phải có một miếng bánh, phải có một viên kẹo để ăn, chứ nếu không là nó sẽ cảm thấy là lục phủ ngũ tạng của mình nó sẽ là dựng đứng lên luôn ấy, rất là khó chịu. Và collagen mà dạng bột thì Tuyền cũng đã thử qua rồi, mình cũng đã thử qua rồi. Thì đối với cái loại dạng bột ấy thì dạng bột mà như có mùi hương matcha thì nó cũng có dịu đi cái vị collagen, tuy nhiên là nó rất là khó hòa tan, và uống ấy thì nó vẫn còn lợn cợn. Và mình cũng đã thử uống collagen bằng cách là mình mix với lại một số cái loại nước trái cây, cũng như là mình cũng đã mix thử với lại nước đậu xanh đắng, thì thực ra là cũng ổn đấy, nhưng mà vẫn có một chút khó chịu. Và mình cũng đã thử một cái dòng collagen, collagen này thì xin phép là mình không nói tên, nó là một dạng collagen nước. Thì mình thấy là đúng như là một số chị em lo ngại, nó khá là rợn và nó hơi có mùi tanh. Và sau khi mà uống collagen đó thì mình cũng cảm thấy rất là khó chịu. Và đặc biệt đó, mình chỉ uống được khi mà nó để lặn thôi. Còn nếu như mà không để lặn hoặc là pha với nước thì tuyệt nhiên mình không thể uống luôn. Với một người được gọi là nghiên cứu về collagen, là một chuyên gia nghiên cứu về collagen như mình, mà còn cảm thấy collagen thật là khó uống như thế, thì nhiều chị em mà lần đầu tiên tiếp cận với collagen chắc chắn cũng sẽ có một nỗi ám ảnh chung mang tên collagen bị tăn và khó uống, đúng không nào? Và cái dòng collagen 20.000 plus này thì tại sao mình lại lựa chọn nó, và tại sao mình lại cảm thấy rằng thì là nó khá là phù hợp với bản thân mình, là bởi vì mình có chia sẻ là mình đã từng trải nghiệm cũng khá là nhiều dòng collagen trước đây, trước khi mà biết tới 20.000 plus rồi, đúng không nào? Và khi mà mình uống tới 20.000 plus ấy, thì cái mùi dâu rất là ngon và rất là thơm đó, nó đã lấn át đi cái mùi tanh cũng như là cái mùi của collagen, và mình không có cảm nhận thấy bất cứ một cái vị nào khác ngoài một cái vị dâu, và đặc biệt là cảm nhận chua chua ngọt ngọt rất là ngon, ngon xỉu luôn, phải dùng cái từ rất là ngon luôn đó, và mình rất là nghiền. Thì cái collagen này á, nó còn là collagen chiết xuất từ sụn vi cá mập, nên nó không hề có vị tanh, và đặc biệt là nó rất đậm đặc, rất là đậm đặc luôn, và uống là cảm thấy xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn đó về cái hàm lượng đậm đặc của nó. Và đặc biệt thì mình rất là mê dâu,
và rất là mê những cái loại nước trái cây có mùi dâu, thì collagen, em collagen này nó đáp ứng được đúng cái vị mà mình yêu thích, đó chính là vị dâu và cái mùi dâu khá là ngon. Và có lần ấy thì mình đã thử collagen với lại cocktail này, với lại nước trái cây này, trời ơi xuất sắc, đặc biệt là mình nói cho các bạn nghe này, các bạn có thể lấy một ly nước chanh dây và sau đó là đổ vô 1/2 chai collagen và uống. Ôi cái mùi của collagen vị dâu quyện với lại cái mùi của nước chanh dây, bé cháy bọ chết luôn đó, rất là ngon. Hay là các chị em có thể kết hợp collagen 20.000 plus này với lại một ly nước kem. Rất nhiều chị em ngồi văn phòng vào buổi sáng ấy, thì sau khi mà ăn sáng xong hay có một cái thói quen đó là uống một ly nước kem để tăng sức đề kháng, đúng không nào? Trong ly nước kem lại có chứa rất là nhiều vitamin C, và nếu chúng ta uống kết hợp với collagen thì nó lại là một cái chất xúc tác làm cho collagen hấp thụ tuyệt vời luôn. Và đặc biệt là rất ngon khi mà kết hợp collagen vị dâu cộng với lại ly nước kem, sẽ là một ly nước kem dâu rất là thú vị, rất là ngon luôn nào. Và nếu như mà các chị em uống collagen vào buổi tối ấy, thì các chị em cũng có thể đi ba quẩy tưng 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 tưng, đem theo chai collagen, xong rồi đổ collagen vào cocktail, rất là ngon. Mojito này hay là cocktail gin tonic này, hoặc là một số loại cocktail nước trái cây ấy, chúng ta có thể kết hợp với lại collagen, khá là ngon, khá là đặc biệt và rất là thơm luôn. Đó, đi ba vừa uống rượu vừa quẩy tưng bừng mà còn vừa làm đẹp nữa. Ôi, một công đôi ngàn việc luôn, đúng không nào? Và đặc biệt thì cái collagen này nó rất là dễ uống và rất là tiện lợi khi chúng ta đem đi du lịch, cũng như là bỏ túi để đem đi làm, hoặc là chúng ta có thể để vào trong tủ lạnh để giữ cho nó lạnh và nó mát, dễ uống và uống rất là ngon. Trước khi uống thì mình có thể xách lên hoặc là không, mở nắp và uống cũng rất là ngon. Và mình ấy, theo mình thì cái kinh nghiệm của mình uống collagen thì mình không có thích uống collagen pha với nước lọc, bởi vì khi mà pha ra mình không có cảm nhận được cái độ đậm đặc của collagen nhiều nữa, cho nên và đặc biệt đó là còn phải tốn thêm một ly nước, cho nên là mình hay uống trực tiếp và sau đó là sẽ uống lại bằng một chút xíu nước lọc nữa. Hoặc là cũng có thể là uống collagen xong là xong rồi, đặc biệt là tối trước khi đi ngủ ấy, thì cứ uống collagen nửa chai rất là nhanh gọn lẹ và sau đó là đi ngủ thôi, và giúp cho giấc ngủ của mình rất là ngon và rất là sâu. Vậy thì đấy là những cái gọi là cái điểm tốt của em collagen này, tức là rất là tiện lợi này, siêu tiện lợi luôn, vì một chai có 50ml thôi mà một ngày thì chỉ uống 1/2 chai, rất là tiết kiệm về cái hàm lượng collagen và bổ sung được một ngày 10.250mg collagen, bởi vì một chai này là 20.500mg collagen mà mình bổ sung một ngày có 1/2 chai, tương đương với một ngày mình chỉ tốn có 60.000 để bổ sung collagen và làm đẹp. Thêm vào đó, có thể đem em này lên công ty đổ vào nước trái cây uống để có thêm một cái loại nước trái cây siêu ngon, hoặc đem đi ba quẩy tưng 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 và sau đó là uống với lại cocktail cũng siêu ngon đó. Và có thể là uống trước khi đi ngủ bằng việc là mở nắp và uống rất là nhanh gọn lẹ. Các chị em hãy nhìn nhá, mình mở nắp như thế này đây nè, và mình sẽ uống collagen một cách trực tiếp. Rồi, mở nắp ra, uống trực tiếp. Ngon cực kỳ luôn. Chua chua ngọt ngọt, đúng mùi dâu yêu thích. Mình ấy nha, nếu như mà không phải là vì cái chai collagen này nó tới 20.500mg collagen, và nếu uống hết một ngày một chai thì nó hơi nhiều, chắc chắn. Nếu như không phải là vì hàm lượng cao và mình cảm thấy là nó hơi nhiều so với cơ thể mình hấp thụ ấy, thì mình có thể uống một lèo hết một chai luôn đó. Mình vừa mới thử nhấp môi thôi mà đã hết 2/3 chai rồi. Ngon cực kỳ luôn, rất là mê mẩn. Ok, và đó là những cái điểm tốt của collagen 20.000 plus mang lại, cũng như là mình review về cái vị hương vị rất là dễ uống của em này. Tuy nhiên có một điều mà mình cảm thấy cũng không ưng ý lắm, đó chính là collagen này quá đậm đặc và quá nhiều hàm lượng collagen. Thông thường thì nhiều chị em hay nói với mình là những cái dòng collagen khác trên thị trường nó chỉ có khoảng 5.000mg collagen, nó chỉ khoảng 10.000mg collagen, và thậm chí là còn siêu ít luôn, chỉ khoảng 2.000mg collagen. Vậy thì tại sao cái dòng 20.000 plus này lại có thể sản xuất ra được tới 20.500mg collagen nhỉ? Và uống nhiều collagen, uống một cái hàm lượng cao như thế này thì có bị nóng hay không? Liệu có bị nóng hay không? Câu trả lời là chắc chắn có. Tuy nhiên các chị em đừng lo lắng, bởi vì cái hàm lượng collagen khi mà đưa vào trong cơ thể của chúng ta á, ở cái thời điểm ban đầu có thể nó sẽ làm
những cái phản ứng, ví dụ như cơ địa mà bị nóng trong, bị nhiệt miệng ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy là cái hàm lượng này nó quá nhiều và chúng ta sẽ bị nóng một chút xíu. Tuy nhiên với cái hàm lượng đậm đặc như vậy thì chúng ta có thể chia nhỏ ra, một chai như thế này chúng ta có thể uống được 3 lần, tương đương với lại 3 ngày liên tiếp mà chúng ta có thể uống, và mỗi ngày thì chúng ta sẽ uống khoảng 1/3 chai thôi, vừa tiết kiệm kinh tế mà còn vừa giúp cho chúng ta điều tiết và quen dần với cái việc đưa collagen bổ sung vào trong cơ thể. Và kết hợp với lại việc uống nhiều nước thì chắc chắn là sẽ không có cái chuyện mà chúng ta lo sợ là bị nóng. Và đây cũng là một trong những cái điều mà mình cảm thấy nó hơi bất lợi và nó cũng lại là một cái ưu thế cạnh tranh, vì cái hàm lượng collagen đậm đặc. Với cái hàm lượng collagen đậm đặc thì hiện tại thì cái 20.000 plus này đang đứng đầu thị trường về cái hàm lượng collagen, cũng như là cái việc uống collagen này rất là hiệu quả. Khách hàng có thể trải nghiệm, các chị em có thể trải nghiệm collagen chỉ trong một liệu trình khoảng 4 tháng, hoặc là có thể uống dài hơn là trong khoảng 6 tháng thì sẽ có ngay hiệu quả và làn da của mình sẽ căng bóng mịn màng hơn rất là nhiều. Đó, và vừa rồi thì mình vừa mới review về cái sản phẩm collagen 20.000 plus, về cái hàm lượng cũng như là về cái độ uống, cái mức độ ngon. Thực ra thì hôm nay trong cái video này mình sẽ chỉ giải thích về cái hàm lượng cũng như là mình nói về cái cảm nhận khi mà uống collagen 20.000 plus mà thôi, chứ mình không có đi sâu xa hơn, đó là phân tích về thành phần. Nhưng mà có thể là dùng một chút thời gian ít ỏi còn lại để nói thêm, đó là trong cái em collagen 20.000 plus này ấy, thì ngoài cái hàm lượng collagen siêu đậm đặc chứa tới 20.500mg collagen ra thì nó còn có chứa những cái dòng như là acid hyaluronic. Đây là một cái dạng acid dưỡng ẩm vô cùng cần thiết cho cái làn da của chúng ta. Cái thứ hai là nó còn có chứa vitamin C, và khoảng 100mg vitamin C trong một chai collagen như thế này thì nó giúp cho chúng ta hấp thụ collagen một cách dễ dàng hơn và có thể uống collagen được vào buổi sáng. Cái thứ hai là nó có thành phần của elastin và niacin. Thì đây là hai thành phần elastin niacin giúp thứ nhất là giúp cho cái làn da của chúng ta nó có độ đàn hồi, và cái thứ hai là nó còn giúp cho chúng ta ngăn ngừa được đột quỵ cũng như là bệnh tim mạch nữa các chị em ha. Ok, và cảm ơn các chị em đã theo dõi cái video này của mình. Đây là một cái video review mang tính chất chia sẻ về cái việc uống collagen, cũng như các chị em an tâm đi, hãy lựa chọn collagen 20.000 plus bởi vì siêu ngon và siêu dễ uống các chị em nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.